Chào mừng các em đến kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong vở bài tập toán lớp 3 sách kết nối triết học của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hề Liêm đã có quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hề Liêm để thầy thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài 37 chia số của ba chữ số cho số có một chữ số. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 3 trang 92 đến trang 93. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 đặc tính giờ tính. Giờ bây giờ thầy sẽ làm câu số 1 chứ ha, đặc tính giờ tính. 317 chia cho 3, các em đặc tính giờ tính bình thường. 317 chia cho 3 sẽ bằng bao nhiêu? Trước hết mình sẽ lấy 3 chia 3 được 1, viết số 1. 1 nhân 3 là 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết số 0. Hạ số 1 xuống. Thì mình thấy là 1 chia 3 sẽ bằng 0, viết số 0. Vì 1 nhỏ hơn 3, 1 chia 3 bằng 0. À, 0 nhân 3 sẽ bằng 0, 1 trừ 0 sẽ bằng 1, quyết số 1. Hạ số 7 xuống mình sẽ được 17. 17 chia 3 thì bằng 5, quyết số 5. 5 nhân 3 là 15, 17 trừ 15 sẽ bằng 2, quyết số 2. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 105 và chữ 2, đúng không? Tiếp theo là 625 chia 5. 625 chia 5. Chứ hơn mình sẽ lấy 6 chia 5 được 1. Giờ 6 chia 5 được 1, viết số 1. 1 nhân 5 là 5, viết số 5. 1 nhân 5 là 5, 6 chia 5 được 1, viết số 1. Hạ số 2 xuống mình sẽ được 12. Mình sẽ lấy 12 chia 5, 12 chia 5 được 2, viết số 2. 2 nhân 5 là 10, 12 trừ 10 thì được còn lại là 2. Được nè. Hạ số 5 xuống thì mình được là 25. 25 chia 5 được 5, quyết số 5. 5 nhân 5 là 25. 25 trừ 25 bằng 0, quyết số 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 125. Được nè. Giờ tiếp theo là 125 chia 6, mình cũng đặt tính cho tính nhé. 125 chia 6. Chứ hơn mình sẽ lấy 12 chia 6. Mình thấy là 12 chia 6 được 2, viết số 2. 2 nhân 6 là 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết số 0, đúng này. Giờ mình sẽ hạ số 5 xuống. 5 chia 6 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 6 là 0, 5 trừ 0 cũng bằng 5, viết số 5. Đúng rồi. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 20 và dương 5. Như vậy 125 chia 6 bằng 20 dương 5 nha. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo là câu số 2 tính nhẩm theo mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu 240, như là 240 thì mình có thể nhẩm là 24 chục. 24 chục chia cho 4. 24 chục chia 4 thì mình lấy 24 chia 4 được 6 chục giữ nguyên. Kết quả sẽ là 6 chục. Vậy mình sẽ viết kết quả là 24 chục chia 4 sẽ bằng 6 chục. Đúng nè. Như vậy đó là các em cách mình tính nhẩm cho nó nha. Tiếp theo là 270 chia cho 3. 270 thì mình sẽ có thể mình sẽ đọc là 27 chục chia cho 3. Mình sẽ lấy 27 chia 3 được 9. Chục giữ nguyên kết quả sẽ là 9 chục. Tiếp theo là 450 chia cho 9. 450 chia 9 thì 450 mình có thể đọc là 45 chục chia 9. Mình sẽ lấy 45 chia 9 được 5. Chục giữ nguyên kết quả sẽ là 5 chục. Tiếp theo là 360 chia cho 6. Thì 360 này mình có thể đọc là 36 chục chia cho 6. Mình lấy 36 chia 6.
36 chia 6 được 6 chục giữ nguyên kết quả là 6 chục. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo là câu số 3. Bát gấu vừa thu hoạch được 930 ml mật ong. Bác chia đều số lượng mật ong vào 3 cái hũ. Hỏi mỗi hũ chứa bao nhiêu ml mật ong? Như vậy câu số 3 này người ta nói là bát gấu vừa thu hoạch được là 930 ml mật ong. Bác chia đều lượng mật ong vào 3 cái hũ. Chia đều cho 3 cái hũ, mình sẽ lấy số này chia 3 là được. Giờ bây giờ mình sẽ đặt lời giải. Người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi mỗi hũ chứa bao nhiêu ml mật ong thì mình bỏ chữ hỏi đi, mình thay chữ bao nhiêu thành chữ số, mình trả lời là mỗi hũ chứa số ml mật ong này, đúng này. Nhưng mình trả lời là mỗi hũ chứa số ml mật ong này, mỗi hũ chứa số ml mật ong này. Giờ mình sẽ lấy số này chia cho ba, 930 chia cho ba sẽ bằng bao nhiêu. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem nha. Thầy sẽ tính nháp. Còn các em mình sẽ lấy nháp dùm tịch, đúng này. 930 chia cho ba sẽ bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nháp. Chứ hết lấy 9 chia 3 nha. 9 chia 3 được 3, quý số 3. 3 nhân 3 là 9, 9 trừ 9 bằng 0, quý số 0. Hạ số 3 xuống mình sẽ lấy 3 chia 3 được 1, quý số 1. 1 nhân 3 là 3, 3 trừ 3 bằng 0, quý số 0. Hạ số 0 xuống mình lấy 0 chia 3 cũng bằng 0, quý số 0. Giờ 0 nhân 3 bằng 0, 0 trừ 0 cũng bằng 0. Đúng này. Như vậy kết quả sẽ là 310. Mình sẽ viết ở đây chính là 310. Đúng này. Ml. Như đáp số là 310 ml mật ong. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video để biết kịp. Giờ phần tính nháp thì sẽ xóa đi nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi vận động viên ABC vừa hoàn thành 3 lượt bắn cung, kết quả số điểm của họ nhận được như sau. Như vậy câu số 4 này người ta nói là mỗi vận động viên ABC vừa hoàn thành được 3 lượt bắn cung, kết quả và số điểm của họ nhận được như sau. Mình quan sát vận động viên A. Như ở đây mình thấy có hai vòng tròn nha, vòng tròn nhỏ bên trong và vòng tròn lớn bên ngoài. Mình thấy là vận động viên A bắn được 3 3 mũi tên tại 3 điểm trong cái vòng tròn lớn sẽ nhận được 300 điểm. Như vậy là mỗi mũi tên trong vòng tròn lớn sẽ tương ứng bao nhiêu? Mình sẽ lấy 300 chia cho 3 thì mỗi mũi tên trong vòng tròn lớn sẽ tương ứng với 100 điểm, đúng không? Giờ hãy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em hiểu nhé.
Như vậy mình thấy là mình thấy vòng tròn lớn thì mỗi mũi tên là 100 điểm. Vòng tròn lớn. Mỗi mũi tên sẽ là 100 100 điểm. Đúng nè. Giờ tiếp theo mình quan sát hình mình đi. Mình thấy là ba mũi tên thì hai mũi tên sẽ nằm ở vòng tròn lớn là 200 điểm. Còn lại một mũi tên nhỏ sẽ bao nhiêu điểm? Thì mình sẽ lấy 350 trừ cho 200 là biết không? Nhưng mình sẽ tính vòng tròn nhỏ nhé. Tính điểm của vòng tròn nhỏ. Thì mình sẽ lấy 350 trừ cho 200 điểm của vòng tròn lớn. Thì mình biết là mũi tên ở vòng tròn nhỏ sẽ bao nhiêu điểm. Đúng không? 350 trừ 200. Thì mình sẽ lấy 300, 300 trừ 200 còn 100. 50 giữ nguyên kết quả là 150. Như vòng tròn nhỏ sẽ là 150 điểm. Đúng không? Còn vòng tròn lớn thì sẽ là 100 điểm. Bây giờ mình xem ở hoạt động quy C là có một mũi tên nằm trong một tròn lớn, hai mũi tên nằm trong tròn nhỏ. Bây giờ mình sẽ tính tổng số điểm nha. Tổng số điểm của bạn C, của C. Hoạt động quy C thì mình thấy là có một vòng tròn lớn là 100 điểm, cộng cho hai mũi tên ở vòng tròn nhỏ, hai nhân cho 150, quy mỗi vòng tròn nhỏ sẽ là 150 điểm. Như 100 dấu cộng viết lại. Mình sẽ lấy 2 nhân cho 150. Mình sẽ tính nhẩm luôn nha. 2 nhân 0 bằng 0, quy số 0. 2 nhân 5 là 10, quy 0 nhớ 1. 2 nhân 1 là 2, khi 1 nhớ là 3. Giờ 100 cộng 300 sẽ bằng 400. Được không? Như vậy là kết quả của ở vận động C ở đây chính là 400 điểm. 400 điểm mình sẽ chọn đáp án C. Đúng không? Nhưng mình sẽ không chọn đáp án C nha. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 mình sẽ chọn đáp án C. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video hay biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu phần tính nháp hay sẽ sau đi, nhưng mình sẽ qua tiếp câu số 5. Câu số 5 thì người ta kêu mình quýt số hích hợp vào chỗ chấm. Chỗ chấm ở đây. Đúng rồi. Robot đã thực hiện một dải các phép tính như hình dưới đây. Như vậy người ta nói là robot đã thực hiện một dải các phép tính như hình dưới đây. Số điện ở vị trí tam giác đen là bao nhiêu? Bây giờ mình sẽ thực hiện lần lượt các phép tính. Cứ xem cuối cùng là số ở cuối cùng sẽ là bao nhiêu nha. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 480 chia 3. 480 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem 480 chia cho bạn sẽ bằng bao nhiêu. Giờ sau đó mình sẽ tính từ 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 phép tính để cuối cùng mình sẽ được kết quả cuối cùng sẽ là đây, đúng không? Chứ bởi lấy 480 chia 3 mình sẽ tính nháp dưới này cho các em xem nhé. 480 chia 3 được bao nhiêu? Mình sẽ lấy 4 chia 3 được 1, quýt số 1. 1 nhân 3 là 3. 1 nhân 3 là 3, 4 chia 3 được 1, quýt số 1. Đúng không? Hạ số 8 xuống mình được 18, 18 chia 3 sẽ được là 6, quýt số 6, 6 nhân 3 là 18, 18 chia 18 được 0, quýt số 0. Hạ số 0 xuống thì mình sẽ lấy 0 chia 3 cũng bằng 0 thôi. Như kết quả ở đây sẽ là 160. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ lấy 160 ở đây, mình sẽ chia tiếp cho 4. Xem bằng bao nhiêu nha. Giờ mình cũng tính nháp phía dưới này. Ở đây mình sẽ nhẩm được nè. Thì 160 thì mình có thể đọc là 16 chục chia cho 4. 16 chục chia 4 thì mình lấy 16 chia 4 được 4. Chục giữ nguyên kết quả sẽ là 4 chục. Đúng này. Như 4 chục ở đây sẽ là số 4 chục này. 4 chục mình sẽ nhân tiếp cho 5. Giờ 4 chục nhân cho 5 bằng bao nhiêu thì mình sẽ thấy là mình sẽ lấy 4 nhân cho 5 nha. Chục giữ nguyên. 4 nhân 5 sẽ là 20, chục giữ nguyên kết quả là 20 chục. 20 chục chính là số 200. Như ở đây chính là số 200. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ chia cho 2. 200 sẽ chia cho 2. 200 chia 2 bằng bao nhiêu? 200 chia 2 sẽ bằng 100. Đúng không?
200 chia 2 thì mình sẽ lấy 2 chia 2 sẽ bằng 100, giữ nguyên kết quả là 100. Giờ 100 ở đây mình sẽ nhân cho 8. 100 nhân 8 sẽ bằng bao nhiêu? 100 nhân 8 sẽ bằng 800. Được này. Như vậy kết quả số được điền ở vị trí hình tam giác đen chính là số 800. Đúng này. Đúng này. Như vậy số cuối cùng ở đây sẽ là số 800. Như ở đây mình sẽ điền là 160 nha. Ở đây sẽ là số 40. Ở đây là số 200. Số ở đây sẽ là số 100. Và cuối số cuối cùng ở tam giác đen chính là số 800. Đúng này. Rồi, phần tính nháp thầy sẽ sau đi. Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, thầy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các thấy hay giảng dễ hiểu bấm hết chia sẻ cho một bài cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh thầy Liêm, kênh subscribe nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.